Một món ăn có thể là tuổi thơ của rất nhiều người, chứ không phải là của riêng Tèo, nhất là những ai có quê ở miền Trung. Gỏi gà ngũ cay. Nghe cái tên có vẻ lạ phải không các bạn? Các bạn hãy xem hết video này để xem tại sao nó có tên như vậy nhé. Tèo đang có đây là 1 kg mít non. Các bạn bắt lên luộc với lại 1 tí muối và nhớ bỏ vào một vài cái lá chuối nha. Này là cái mẹo để cho khi mà luộc mít non không bị mủ bám vào cái nồi mà nó sẽ bám vào cái lá chuối nha. Sau khi luộc tầm khoảng 20 phút thì mít non sẽ chín. Các bạn vớt ra để nguội. Mình đi chuẩn bị một ít nước mắm để trộn. Đối với nước mắm trộn gỏi thì các bạn nấu lên 1 chén mắm, 1 chén đường và để nguội. Sau đó thì bỏ vào nửa chén nước cốt tắc hoặc là chanh. Bỏ vào thêm một ít ớt tỏi tùy theo khẩu vị của nhà mình nha. Sau khi mít non đã nguội thì mình đến bước tiếp theo, đó chính là cắt mít ra. Đối với mít non thì mình có thể xắt ra rồi mình hấp lên cũng được, hoặc là mình cắt từng miếng lớn rồi mình luộc giống như Tèo đang làm đây. Mình thêm vào một ít thịt thịt luộc nha, thịt luộc mình cắt miếng vừa ăn. Mình có thể sử dụng thịt ba rọi hoặc là thịt nạc mông, nạc vai cũng được hết. Bây giờ thì có miếng thịt để mà trộn gỏi, chứ ngày xưa thì chỉ toàn trộn mít không thôi. Bước tiếp theo mình phi thơm hành tỏi. Đối với món này thì khi trộn không cần để hành tỏi dầu nguội đâu nha. Khi mà hành tỏi đã vàng và thơm thì mình cho mít vào mình trộn luôn. Nhớ tắt bếp đi. Để mình giải thích cho các bạn hiểu tại sao mà cái món ăn này được gọi là món gỏi gà ngũ cay nhé. Tại vì ngày xưa thì làm gì có gà để mà trộn gỏi. Khi mà nuôi được con gà lớn lên thì một là để gà để trứng, lấy trứng ăn, hoặc là đem gà đi bán để lấy tiền mà trang trải việc khác, chứ không có cái lấy gà mà để nấu cháo trộn gỏi đâu. Mà món gỏi mít non này khi mà làm ra thành phẩm thì nó rất giống cái món gỏi gà nha. Nên ông bà ta ngày xưa mới đặt là cái món gỏi gà ngũ cay để cho mình ăn thêm ngon hơn, hấp dẫn hơn. Và từ đó cái tên gỏi gà ngũ cay nó ra đời. Sau khi trộn mít với lại thịt và nước mắm trộn gỏi thì mình cho thêm rau thơm vào. Rau thơm thì mình sử dụng rau húng, rau quế. Như vậy là đã xong món gỏi gà ngũ cay rồi nha các bạn. Thêm vào một tí đậu phộng là mình có thể ăn được rồi. Món này thì ăn kèm với lại bánh tráng nướng. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tài Food. Light up the moon.